Rất cảm ơn. Tiếng Anh của anh rất tốt, rất trôi chảy. Và anh cũng rất thành thật. Dạ, tôi không giấu giếm quá khứ của mình, bởi vì tôi nghĩ công ty cần năng lực và khối óc của tôi, chứ không phải quan tâm đến quá khứ của tôi. Bây giờ thì tôi chưa biết tôi có thể nhận anh vào làm việc hay không, bởi vì tôi còn phải trình bày lại với trưởng phòng, mà anh ấy thì đi vắng. Giờ anh cứ về và để lại số điện thoại ở đây. Khi nào có quyết định chính thức, tôi sẽ gọi cho anh. Còn hồ sơ, anh cứ mang về. Chỉ để lại số điện thoại là đủ rồi. Dạ, tôi hy vọng là công ty có quyết định sáng suốt. Tôi xin phép đem hồ sơ này về, còn số điện thoại tôi sẽ gửi quầy tiếp tân. Chị đi mua đồ cho mấy đứa nhỏ. Trời, lâu quá không gặp em. Em đây có một mình hả? Dạ. Thấy Hương thành đạt như vậy chị thấy vui lắm. Nhìn em rồi chị nghĩ tới thằng em của chị, chị thấy đau lòng quá. Không biết chừng nào nó mới hết lận đận nữa. Nó về đây rồi em biết chưa? Dạ chưa. Ông chủ của nó trên Đà Lạt bị chết, vậy phải về đây kiếm việc làm. Nó chạy đôn chạy đáo mấy công ty rồi mà không có công ty nào chịu nhận nó hết, cũng vì cái lý lịch quỷ quái đó. Mà nói tới thì chị thấy bực mình. Nghĩ đi nghĩ lại sao chị thấy má chị hại nó quá trời luôn. Thì sao anh không chịu ở nhà để quản lý công ty? Nhà chị có cơ sở làm ăn mà. Thì Hương cũng biết tính của nó rồi đó, nó không muốn giành giật với chị em ở trong nhà. Mấy năm mà nó ở tù, vợ chồng con qua ở ngoài này thao túng hết. Bây giờ nó trở về coi như là mất thế rồi. Nó nghĩ nếu nó làm lớn chuyện thì sợ ảnh hưởng tới má chị nên mới ra ngoài tìm việc. Sao mà chị thấy cay đắng quá em ơi. Chào anh Linh. Chào Hương. Dạ, anh dùng gì ạ? Anh cho ly cà phê đá. Hương, hôm nay cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy? Đừng nói với tôi là cô lại muốn viết bài về công ty đó nha. Đâu có, công ty của anh tôi đã viết hết rồi, đâu có vấn đề gì mà khai thác nữa. Tôi muốn nhờ anh giúp cho một chuyện. Ok, có gì thì Hương cứ nói đi. Nếu như không quá khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp hết mình. Cảm ơn anh nhiều. Tôi muốn hỏi là công ty của anh có tuyển nhân viên mới không? Tôi muốn xin việc tìm một người bạn, vị trí nhỏ cũng được. Thú thật là hiện giờ công ty của chúng tôi cũng đang tuyển nhân viên bán hàng cho mấy đại lý. Người ta nộp đơn cũng nhiều rồi. Phải như Hương nói sớm thì dễ. Nhưng không sao, quen biết cũng được thôi. Vậy nếu mà tuyển cho công việc như vậy thì có đòi hỏi lý lịch rõ ràng không anh? Cái vấn đề đó thì tôi không rành lắm. Tôi nghĩ Hương nên hỏi phòng nhân sự. Sao Hương không tranh thủ thế mạnh của mình? Thế mạnh? Ý anh là sao? Tôi chưa hiểu. Tôi thấy chú Dũng có vẻ ưu ái cô, nếu như cô hỏi chắc được thôi. Giả lại yêu cầu tuyển dụng của công ty không quá cao, tôi nghĩ chú Dũng chắc sẽ đồng ý. Với một năng lực như vậy, chỉ cần cậu ta nộp hồ sơ sẽ được tuyển chọn. Sao cậu ta không nộp hồ sơ mà lại nhờ cháu? Người như cậu ta mà lại thiếu tự tin sao? Dạ không phải đâu chú. Trước đây anh rất là tự tin, nhưng bây giờ thì không thể. Anh đã nộp đơn rất nhiều chỗ rồi, nhưng mà chỗ nào cũng đều từ chối. Trừ khi cậu ta có vấn đề gì đó, chứ một bằng cấp như vậy bị từ chối mới là chuyện lạ. Cháu có hiểu hết về cậu ta chưa? Dạ có.
hiểu còn nhiều hơn người trong gia đình nữa chú ạ. Chuyện gì? Cháu cứ nói thẳng đi. Anh đã từng đi tù rồi. Với một quá khứ như vậy, nếu không có người đỡ đầu, cậu ta khó mà vươn lên được. Dạ, cháu cũng biết như vậy. Nhưng mà thực tế cũng đã xảy ra rồi, nên cháu cũng chỉ dám tới gặp chú thôi. Cái gì làm cháu tin tưởng là chú sẽ đồng ý? Vì chú có cái tâm. Chú đã đem cái tâm ra để đỡ rất nhiều người xa cơ lỡ giận. Bây giờ bạn cháu đang chết đuối, cháu hy vọng chú chỉ tâm ra cứu vớt bạn cháu. Má chị mà biết nó tìm được chỗ làm đàng hoàng, má chị vui lắm á. Chuyện vậy thôi là em cứu sống nó rồi. Gia đình chị mang ơn em lắm á. Chị ơi, chị ơi, lúc này chị An khỏe không chị? Má chị cứ bệnh rề rà hoài, vừa lo cho thằng Giang, vừa bực vợ chồng con Hoa. Má chị rầu lắm. À mà chị, chuyện em xin việc làm giúp anh Giang, chị đừng nói với anh Giang nha. Tính của anh tự ái cao, em sợ anh từ chối. Chị hiểu rồi, để chị nói với nó. Lần này mà nó không xin được chỗ làm đó, coi như nó hết đường vươn lên. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Thiệt, thằng Giang nó đối xử tệ với em như vậy, mà em còn nghĩ tới nó. Chị cũng không biết nói sao với em. Ơn của em chị không biết làm sao mới trả được đây. Chị à, chị đừng có ấy nấy với em như vậy. Nếu là bạn của em cũng làm như vậy thôi. Làm đúng chuyên môn của em luôn đó. Chỉ có điều lúc đầu hơi cực, nhưng nếu em chịu khó cố gắng cũng sẽ có đường vươn lên cao hơn thôi à. Chị tin chắc là em làm được. Vậy em thu xếp lên liền ha.